ghé quán ăn. Em chào cả nhà nha. Hôm nay em với mẹ đi chùa. Đi chùa giờ mình đã gần tới chỗ chùa đó cả nhà. Giờ mình ghé quán cà phê mình uống nha. Giờ thấy mẹ quậy cái ly cà phê hừng sáng ngon quá cả nhà. Má mi chào cả nhà má mi. Chào cả nhà về. Uống rồi nhậu luôn đi nha. Cà phê thấy hấp dẫn ha. Cái quán này cũng đẹp lắm nè cả nhà. Còn ở bên đây thì người ta bán cơm và bún mù Huế. Để đi quay cho cả nhà xem. Ở đây ta đang nướng thịt nè cả nhà. Cái này thịt này mình nấu làm sao vậy em? Dạ, này vợ ướp. Vậy hả? Dạ. Cái này vợ vợ ướp chồng nướng ha. Con chim mới để vô có 2 miếng mà nó khói ý lửa nó cháy lên kìa. Cái này á, người ta bán mấy dĩa thì người ta nướng mấy dĩa ha cái nhà. Chứ không có nướng để sẵn nên thịt nó thơm nó ngon lắm. Em cũng mới ăn lần đầu mà em nghe nói ngon á, người ta ghé ra đây ăn á. Mấy người tài xế ghé để ăn nha. Có sao em nói vậy nha cái nhà. Đây. Ở đây là ta kêu bằng An Giang, Châu Đốc á cái nhà. Hấp dẫn ghê ha. Mày cơm năm mới. Còn bên đây nè bún. Bún một quế nha. Để em quay về đây. Mà nước xèo một bột luôn á cả nhà. Ở này là tô bún mù Huế của em nè. Em kêu tô bún mù Huế này ha cả nhà. Tại vì một chỗ là em sẽ quay cho cả nhà xem những cái món cũng là bún mù Huế nhưng mà một chỗ ta làm khác nhau hết. Quế bánh tay, áo hạnh, cháo nắp. Quán rất dễ thương luôn cả nhà. Sao má mi? Nếu mà bún thì có heo và mọc. Đây, tô bún này là của em. Đây, bún mù Huế ha cả nhà. Đã xong. Cảm thấy hấp dẫn ghê luôn ha. Cái nước chấm này nè. Để cho mình tới 2 chén luôn. Cho 2 chén nước chấm luôn. Mình ăn xong đó là mình có chè đá. Giờ bắt đầu em ăn nha cái nhà, gọi má mi quay cho em tí nha, rồi đợi cơm ra rồi má mi ăn. Má mi ăn cơm. Giá rồi chuối, nó có chuối thì ngon lắm á, với giá rồi nó mắc. Thấy hấp dẫn. Em bữa nay em cũng ăn cơm muối cái nhà đây. Hấp dẫn ghê luôn, rồi nặng thêm một miếng chanh. Có cái này tâm quên nên ăn cháy cho một đó. Rồi để mình thử cái đi rồi hả? Em có ăn quá, ngon quá. Cái này mình ăn mình chưa có biết giá ha cái nhà, mới ăn lần đầu á nên chưa không có hỏi giá. Nóng tối ngon quá, sáng này á ngon quá. Kẹp một miếng dao, kẹp một miếng bò ha cái nhà.
Cho mời cái nhà nghe. Ngọt. Buổi sáng ăn tô phở đúng bụng quá, ngon quá. Nếu mà muốn cho cay á, bỏ miếng nước mắm vô nữa cả nhà. Nước mắm. Cái bò này tôi sắp ra mặt nó. Rồi với cơm của má Mi ra này cả nhà, đơn giản quá ha. Em quay cho cả nhà xem cho rõ để cho thấy nó ngon, để thôi cái mình để cái máy nó thấy cái dĩa cơm nó không hấp dẫn. Tới má Mi ăn thấy miếng thịt thấy mềm mại quá má. Kêu bằng má Mi cho dễ thương, cái nhà chứ thường thường kêu bằng má không ha. Mời cái nhà ăn cơm nha. Đó, má Mi mời cái nhà ăn cơm. Mời cái nhà ăn cơm. Công nhận đây quá trời đẹp á, cảnh đẹp, ngồi ăn nó mát mẻ đi chứ. Nhìn ra ngoài cái thì xe chạy đó ha. Để lấy cái gỗ này ra, người quay cho má Mi ăn cái cho thấy ngon cái coi. Ồ. Mùng 2 Tết này á, người ta hơi làm hơi xíu sót một chút xíu nên mình phải thông cảm người ta cả nhà chứ, người ta lấy nước súp nữa đó. Nước súp cho má nữa. Lấy ra cho nó thấy nó có cái gỗ cái dĩa cơm không ngon. Nè, một ly cà phê của má Mi nữa đó. Để em quay má Mi ăn. Hai mẹ con mộc mạc lắm cả nhà ơi. Tại mình ở quê mà, đi tới đâu cũng phải mộc mạc, chơi dễ thương, cho người ta yêu ha cả nhà. Giờ thấy ngoại đẹp quá. Cho nguyên cái đoạn xe chạy ngang vui quá. Ở đây là mình cũng gần tới chùa đó cả nhà. Bây giờ mình ăn xong cái mình vô mình thắp hương. Giống như mình đầu năm mình đi thắp hương để cho nó gia đạo mình nó được thoải mái nhẹ nhàng vậy đó cả nhà. Cho gia đình mình được bình an nha. Má Mi uống cà phê chứ không uống nước trà. Rồi là vậy là mình đi tới chùa là ấm áp lắm luôn á. Má Mi chào cái nhà, tới quay qua em đặng em ăn hết đặng mình chuẩn bị mình đi cả nhà ơi, tại mình đi theo phái đoàn á.
Thì em uống trà đá cái nhà. Mời cái nhà uống trà đá. Cái trà này ngộ quá, nó mi không có, không có vàng. Nó màu cực cực. Ngon quá trời cả nhà ơi. Vậy là em với mẹ xin kết thúc video đây nha cả nhà nhớ xem video tiếp theo. Rồi bây giờ bắt đầu tới chùa ha cả nhà. Chùa đẹp ha. Ủa nãy chùa nãy tài xế nói là anh tài xế nói là chùa này con nhớ quen lắm nè. Chùa này con mới đi đó, mới nhớ không? Cái ở dưới đó đẹp lắm nè, để vô quay cho má mi đốt nhang trước cái đi. Rồi để quay cho cả nhà xem. Rồi tới vô chùa mình cho mẹ và mình thắp hương nên mình không có quay được hết cả nhà, mình quay ở ngoài thôi nha. Rồi giờ mình thắp hương xong hết cả nhà, bây giờ mình quay vòng vòng cho cả nhà xem cảnh chùa ha. Cô ơi, chùa này mình kêu bằng chùa gì vậy cô? Chùa Hoàng Đạo. Dạ. Rồi bây giờ mình đi giết ra xe phải không cô? Con đi thả cá nha. Giờ tính đi xuống dưới quay cho cái nhà xem mà má mi không dám xuống mấy cái dốc thang cả nhà ơi. Rồi mình đi ra ngoài bãi xe cả nhà ơi. Đi vô làm mau lẹ lắm. Tại vì ở đây mình đốt nhang xong là mình đi ra xe. Bây giờ mình đốt nhang rồi bây giờ kết thúc